Út. Út đúng không em? Sao anh biết? Anh là bạn của anh hai em. Anh hai em nhờ anh chở em ra chợ mua vải về tập may đồ. Em đang học may đúng không? Đúng rồi, học may. Vậy thì hay quá, lên xe anh chở đi. Ra chợ muốn mua vải gì cũng được hết nha. Mua vải mấy áo cho má anh hai anh ta. Mua hết. Mua vải. Lên xe. Mua vải. Khoan. Anh với em chụp tấm hình để khoe với anh hai em nha. Nhá. Chụp hình hả? Cười lên. Bóng nhanh quá, có chuyện lộn đó nha. Nè, có chỗ này nữa. Anh sao vậy? Anh có chút chuyện, anh ra ngoài tí nha. Alo, tôi là Diệt Lâm. Cho hỏi là mấy Út tới tiệm chưa vậy? Dạ chưa. Mọi bữa mấy Út tới đúng giờ lắm, mà không biết sao giờ này chưa thấy tới. Khi nào mấy Út tới tiệm, em báo cho anh biết nha. Dạ được. Cảm ơn em. Cô xuống gặp tôi ngay lập tức. Làm gì em gái tôi? Cô làm gì em gái tôi hả? Nếu như mà tôi có làm gì con bé thì tôi có gửi hình cho anh xem không? Anh không thấy trong hình nó rất là vui vẻ hả? Cô giấu nó ở đâu? Giấu nó ở đâu? Nói đi. Buông tôi ra. Anh đừng lo, chút xíu nữa là nó về lại tìm may thôi. Nhưng mà tôi muốn cảnh cáo anh, nếu anh còn đụng tới tôi thì không chỉ bản thân anh mà còn cô em gái khờ khảo của anh, bà mẹ già đau bệnh của anh cũng sẽ không được yên đâu. Alo anh nghe. Dạ, bé Út vừa mới tới tiệm, em gọi đi báo cho anh biết. Anh biết rồi, cảm ơn em. Tôi chỉ cảnh cáo anh thôi, anh đừng cố tìm mọi cách để hại tôi nữa. Tôi sẽ chết khi bị vạch trần, nhưng tôi sẽ không chết một mình đâu. Anh đừng quên điều đó. Con bé Út nó là đứa khờ khạo, bất kỳ tai nạn gì cũng có thể xảy ra với nó. Tôi cấm cô đụng tới em gái tôi. Tùy anh thôi. Anh và tôi cứ sống hòa bình đi, không phải tốt hơn hả? Như vậy thì chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc. Người như cô mà cũng muốn có hạnh phúc hả? Thành, nghe anh hai dặn nè. Từ bây giờ Út nó đi ra tìm mai, em phải đưa đón nó nha. Dặn với bạn em á, không có được để cho Út nó tiếp xúc với người lạ. Ở nhà cũng vậy nữa. Nói với má phải chú ý con Út cho kỹ nha. Dạ. Mà sao tự nhiên anh hai dặn em vậy vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả anh hai? Không có gì. Tại vì bữa giờ anh hai có tin tức á, thấy bị bắt cóc bán qua biên giới nhiều lắm. Út nhà mình thì nó khờ khạo. Anh hai dặn hờ vậy thôi à?
Dạ, em nhớ rồi. Em với má sẽ cẩn thận. Anh hai yên tâm nha. Ừ. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình 901, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.